Con chào bố, con đi học về ạ. Chào bà Lan nha, tên Lan đi học có vui không? Có ạ. Wow, cái gì vậy ạ bố? Hôm nay bố có một món quà rất là bất ngờ. Đây là bánh khủng long Jungle Boy. Wow, con rất thích bánh khủng long Jungle Boy. Và ở đây có cả trứng này, thẻ đỏ và thẻ xanh nữa. Wow, ở đây có khủng long này, long biết bay nè. Đúng rồi, Tân An có thích không? Có, Tân An là thích. Đây là bánh khủng long Jungle Boy nha. Vâng ạ. Và đây là bánh khủng long Jungle Boy. Tân An bây giờ sẽ mở một hộp để khám phá những điều bất ngờ đằng trong nha. Vâng ạ. Bánh khủng long Jungle Boy, diễn hình. Wow, Tân An đã trở thành một con khủng long rồi. Wow, đây là hộp mà bánh khủng long Jungle Boy. Bây giờ Tân An sẽ bóc ra nhá. Tân An bóc ra để xem có những điều bất ngờ và thú vị ở trong hộp bánh. Wow, có rất nhiều con vật này, có khủng long này, các con vật ở trên rừng này. Wow, đẹp quá. Còn có cả quả trứng này rồi. Mình sẽ khám phá xem có. Ô, có hẳn 3 quả trứng luôn. Bây giờ mình sẽ khám phá xem có những con gì đấy nhỉ. Wow, con gì đấy Tân An ơi? Con này là con khủng long biết bay. Khủng long bay, Tân An bay vào miệng luôn. Wow, ngon hết sức luôn. Rất là ngon đúng không Tân An? Bố sẽ thử ăn một con. Đây là con khủng long bảo chúa Tân An này. Con khủng long bảo chúa là chúa tể của loài khủng long đấy. Bố thử ăn con này nhá. Wow, tuyệt vời luôn, mùi vị rất là tuyệt vời. Tân An thử ăn một con khác nào. Con thỏ đúng không? Ngon tuyệt vời luôn. Ngon. Tân An này, có quả gì kìa? Quả trứng đúng không? Quả trứng này. Quả trứng khủng long các bạn này. Tân An ăn thử quả trứng khủng long như nào. Mùi sô-cô-la và đậu phộng đúng không? Bố thử ăn nhá. Đây các bạn này, đây là một quả trứng khủng long này. Rất là đẹp luôn, bố thử ăn này. Mùi tuyệt vời, có mùi sô-cô-la, vị sô-cô-la và mùi vị của đậu phộng. Ngon quá. Tân An ơi, bố thắc mắc là tại sao lại có trứng khủng long ở trong hộp bánh khủng long Jungle Boy nhỉ? Con cũng thấy thắc mắc đấy. Để mình tìm hiểu xem nhá. Vâng ạ. Bây giờ bố sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Tân An nghe câu chuyện nhé. Vâng ạ. Vào thời tiền sử, thì khủng long tê dích là thủ lĩnh của muôn loài. Trứng khủng long được xem như báu vật để cai trị vùng đất khủng long. Tuy nhiên, Velociraptor cầm đầu đội quân săn mồi luôn rình rập với âm mưu cướp lấy trứng báu hòng chiếm trọn vùng đất khủng long. Và như vậy, cuộc đại chiến bắt đầu. Tân An thấy câu chuyện này rất là thú vị và ly kỳ. Đúng rồi, câu chuyện rất là hấp dẫn, thú vị và ly kỳ, đúng không? Vâng. Tân An xem trên vỏ hộp có cuộc chiến nào xảy ra nào. Wow, bố ơi, có phải là đại chiến giữa đội đỏ và đội xanh không ạ? Đúng rồi, cuộc đại chiến giữa đội màu xanh gồm có 16 thẻ biệt đội T-Rex chiến đấu với đội màu đỏ có 16 thẻ đội quân săn mồi. Wow, con cũng muốn tham gia đại chiến khủng long. Tân An muốn tham gia đại chiến khủng long thì Tân An phải và bố phải sưu tập cái thẻ ở trên vỏ hộp đấy các bạn này. Mỗi hộp sẽ có 2 thẻ và chúng ta dùng móng tay đi nhẹ nhàng. Đây là thẻ màu xanh, còn đây là thẻ màu đỏ. Chúng ta sẽ lật mặt sau của thẻ màu xanh xem có gì. Đây là một con bảo chúa long có 3 viên ngọc màu xanh các bạn này, sống ở kỷ phấn trắng. Và điểm tấn công là 1000, điểm phòng thủ là 900. Và con bảo chúa long này có điểm mạnh là có một hàm răng rất là sắc nhọn, rất là nguy hiểm. Và chúng ta lật cái thẻ màu đỏ ra xem. Thẻ màu đỏ có gì nào? Đây là con kích long. Và con kích long có 3 viên ngọc màu hồng, sống ở kỷ phấn trắng, có 700 điểm tấn công, 700 điểm phòng thủ. Và điểm mạnh của con này là có một cái lưng có gai
Wow, nhìn rất là mạnh mẽ luôn các bạn ạ. Và ở đây, đây là thủ lĩnh của quân xanh và con kích long là thủ lĩnh của quân đỏ. Con cũng đang sưu tập thẻ để tham gia đại chiến đây. Rồi, Tân An đang sưu tập thẻ. Rồi, Tân An đã được thêm một thẻ nữa này. Vậy là bố đã sưu tập đủ một đội quân màu đỏ, Tân An đã sưu tập đủ một đội quân màu xanh. Tí nữa hai đội quân của bố và Tân An sẽ chiến đấu với nhau nhá. Vâng ạ. Tân An ơi, đây là con khủng long bay này. Ngon không? Vâng. Quỳnh ơi, đây là con khủng long Quỳnh này. Quỳnh có măm măm không? Đây là thẻ màu xanh của chị này. Còn đây là thẻ màu đỏ của bố này. Tí nữa bố và chị sẽ chiến đấu với nhau cho Quỳnh xem nha. Bây giờ Tân An sẽ đưa Quỳnh đi chơi một tí nhá. Vâng ạ. Quỳnh ơi, bây giờ chị sẽ dạy học cho Quỳnh nhá. 100, 99, 98, 97, 96, 95. Mình thấy cái gì kêu vậy ta? Thôi kệ. 94, 93, 92, 91. Wow!